Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức quốc tế 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, quân đội Nga tăng tốc tiến công trên đà kiểm soát các mục tiêu quan trọng ở miền đông Ukraine trong những ngày gần đây. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, đơn vị chuyên theo dõi những thay đổi hàng ngày ở tiền tuyến, hôm 26 tháng 10 cho biết lực lượng Nga đã tiến về phía đông và đông nam Borovsk, một thành phố ở phía tây vùng Donetsk ở miền đông Ukraine. Trung tâm hậu cần Pokrovsk, khu vực do Ukraine kiểm soát, được coi là một pháo đài chìa khóa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía đông và kết nối với các thành phố phòng thủ quan trọng khác như Slovyan-Kramatorsk, Ruskivka và Konstantinivka. Nga đã tiến công chậm nhưng chắc chắn hướng tới Borovka kể từ khi thành trì cũ của Ukraine Avdiivka rơi vào tay Moscow. Hồi tháng 2, ISVK cho rằng Nga đã tiến khoảng 2 km vuông mỗi ngày về phía tây Avdiivka hướng tới Borovsk trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến đầu tháng 8. Quân đội Ukraine hôm 27 tháng 10 xác nhận Nga đã thực hiện 15 nỗ lực nhằm đánh bật quân Ukraine khỏi các vị trí xung quanh Selidove, làng Mizhoslizbievka, phía đông Borovsk và các khu định cư khác dọc chiến tuyến. Nga đã thực hiện một bước đột phá lịch sử vào thành phố Selidove, đồng thời tuyên bố lực lượng Moscow hiện kiểm soát 80% khu vực này. Hôm 27 tháng 10, một cuộc tấn công của Nga đã dẫn đến sự sụp đổ của lực lượng phòng thủ Ukraine ở Selidove, làng Hyprink ở phía đông nam và một khu định cư khác ở phía tây nam. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn một nguồn tin an ninh cho biết lực lượng Ukraine đã rút lui khỏi nhiều vị trí ở Hyprink. Nguồn tin này khẳng định Selidove đã bị Nga kiểm soát. Tuy nhiên, Ukraine chưa lên tiếng về thông tin này. Bộ Quốc phòng Nga hôm 27 tháng 10 thông báo lực lượng Moscow đã kiểm soát Ismailievka, một ngôi làng ở phía đông nam Bobrovsk và ở phía tây Hyprink. Một ngày trước đó, Moscow cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát Oleksandropil, một ngôi làng ở phía đông bắc Bobrovsk và phía tây nơi đang diễn ra cuộc giao tranh giành thành phố Donetsk ở Donetsk. Bobrovsk nằm trên một con đường quan trọng được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác như thành phố Zasupya và Konstantinivka ở vùng Donetsk. Việc kiểm soát thành phố được coi là cửa ngõ vào Donetsk sẽ cho phép Nga phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và tăng cường chiến dịch kiểm soát thành phố Zasupya. Thành phố này có vị trí địa lý cao hơn và cung cấp khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn. Giới hạn quyền tiếp cận của quân đội Ukraine trong mạng lưới đường bộ xung quanh Pokrov sẽ khiến Kiev khó giữ được vùng lãnh thổ này, từ đó cho phép Nga củng cố bàn đạp và tiến lên. Thành phố Borovsk cũng là nguồn cung cấp hầu hết than cho ngành công nghiệp sắt thép của Ukraine. Ngành này là xương sống của nền kinh tế Ukraine và vẫn là ngành lớn thứ hai, mặc dù sản lượng đã giảm xuống còn chưa đến 1/3 so với mức trước chiến tranh. Nếu không có các nhà máy thép, Ukraine sẽ gặp khó khăn. Đây là một phần rất quan trọng của nền kinh tế nước này. Một ngành công nghiệp thép vững mạnh cũng đóng góp một phần lớn vào nguồn thuế của Ukraine, giúp tài trợ cho nền kinh tế đang hoạt động cầm chừng như hiện nay. Tuy nhiên, Kiev đang đối diện với mối đe dọa lớn sẽ mất đi pháo đài chiến lược này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát thêm làng Oleksandropin ở miền đông Ukraine và tấn công các sân bay quân sự của đối phương. Hãng RIA ngày 26 tháng 10 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát làng Oleksandropin ở miền đông Ukraine, trong khi Kiev chưa lập tức đưa ra bình luận. Cập nhật tình hình chiến sự hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho hay các binh sĩ nước này đã tập kích các sân bay quân sự và cơ sở lưu trữ máy bay không người lái UAV tấn công của Ukraine trong vòng 24 giờ trước đó. Tuy nhiên, bộ này chưa nêu chi tiết về các sân bay quân sự của Ukraine bị tấn công. Hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 quả bom Hammer, 4 quả rocket HIMARS và 25 UAV cánh cố định trong chiến dịch ở Ukraine. Chiến sự tại Ukraine, giới chức Ukraine cho hay tên lửa của Nga phóng trúng các tòa nhà dân cư và bệnh viện Mechnikov ở thành phố Donetsk vào tối ngày 25 tháng 10, khiến ít nhất 4 người chết và 20 người bị thương. Vụ tấn công đã gây thiệt hại 13 tòa chung cư, 2 ngôi nhà và bệnh viện Mechnikov, bệnh viện quan trọng để điều trị cho những người lính bị một số vết thương nghiêm trọng hơn ở tiền tuyến. Diễn biến trên đất Nga, hãng tin TASS ngày 26 tháng 10 dẫn lời tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov tại tỉnh Belgorod của Nga cho hay các binh sĩ Ukraine tấn công 7 huyện tại tỉnh này trong vòng 24 giờ trước đó.
Theo đó, phía Ukraine đã nã 88 phát đạn, hầu hết vào khu vực Sebekino. Cuộc tấn công khiến 3 người bị thương và đang được điều trị. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, lực lượng phòng không đã bắn hạ 4 UAV của Nga tại các tỉnh Bryansk và Oryol. Tỉnh trưởng Andrei Klikov tại Oryol cho hay chưa có trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Tổng cộng, phía Nga bắn hạ 31 UAV của Ukraine tại các tỉnh của Nga trong vòng 24 giờ trước đó, trong đó có 3 chiếc tại khu vực biển Azov. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu tên khu vực lãnh thổ vùng Kerch, nơi binh lính của lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây. Theo đó, khu vực này rộng khoảng 6 x 15 km. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng, một nồi hầm đáng tin cậy đã được tạo ra xung quanh binh sĩ Ukraine ở khu vực Kursk và vòng vây này đang tiếp tục thu hẹp lại. Ông Putin cho biết thêm, một khi bị bao vây, đối phương sẽ không còn khả năng chống trả đáng kể trước sức mạnh tấn công của quân đội Nga. Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, hiện tại đối phương đã không thể làm gì được. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng quân đội Nga đảm bảo tính mạng, sự an toàn và đối xử bình thường cho tất cả những người Ukraine bị bắt. Tổng thống Nga nói, có những tù binh, có những người đầu hàng và tất nhiên, người của chúng tôi đối xử với họ hoàn toàn bình thường. Kursk là cơn ác mộng của Ukraine. Viktor Zavarin, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga đánh giá các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine chiếm đóng tại khu vực Kursk sẽ phải đối mặt với việc bị bao vây và bị tiêu diệt. Ông Viktor Zavarin nói và đánh giá mọi nỗ lực của Ukraine đều đang đưa người dân của họ vào tử địa. Nếu họ không đầu hàng, họ sẽ bị tiêu diệt. Vùng Kursk trải qua một thảm kịch nghiêm trọng. Bây giờ chúng tôi đã thực hiện công việc nghiêm túc. Chúng tôi đã cắt nguồn cung cấp lực lượng và nguồn lực của chúng. Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu tấn công và chiếm đóng khu vực Kursk từ ngày 6 tháng 8. Ở khu vực này, cũng như các vùng Belgorod và Bryansk, một chế độ hoạt động chống khủng bố đang được áp dụng. Ngày 10 tháng 9, quân đội Nga mở cuộc phản công quy mô lớn nhằm đẩy lui lực lượng vũ trang Ukraine về phía bên kia biên giới. Nga tuyên bố tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine ở Kursk, khiến Ukraine thiệt hại hơn 26.000 quân kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công vùng biên giới này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 24 tháng 10 thông báo, trong vòng 24 giờ, Ukraine đã mất 280 binh sĩ cùng với 9 xe bọc thép tại mặt trận Kursk, tỉnh biên giới của Nga. Trong ngày, Nga cũng đẩy lùi 3 cuộc phản công của Ukraine ở Nizhny-Nizhkyn, Novo-Ivanovka, Plekovo đánh bại 10 lữ đoàn Ukraine. Các lực lượng hàng không, pháo binh và tên lửa Nga tiếp tục tấn công các điểm tập kết binh sĩ và trang thiết bị của Ukraine ở vùng Sumy, sát biên giới Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi mở chiến dịch tấn công vào Kursk, hồi đầu tháng 8, Ukraine đã mất hơn 26.000 quân, 176 xe tăng, 93 xe chiến đấu bộ binh, 104 xe bọc thép chở quân, gần 1.000 xe chiến đấu bọc thép, 226 khẩu pháo, 38 bệ phóng rocket đa nòng cùng nhiều trang thiết bị khác. Lực lượng Ukraine đột kích vào tỉnh Kursk của Nga. Hồi đầu tháng 8, động thái của Kiev được cho là khá bất ngờ trong bối cảnh Ukraine thiếu hụt nhân sự và vũ khí nghiêm trọng, tuyến phòng thủ miền Đông bị kéo căng trước làn sóng tấn công dồn dập của Nga. Giải thích về chiến lược của Kiev, các nhà phân tích cho biết Ukraine muốn dùng chiến dịch Kursk để buộc Nga phải rút bớt quân khỏi miền Đông, giảm sức ép cho hệ thống phòng thủ của Ukraine tại đây. Ngoài ra, việc chiếm giữ lãnh thổ bắt tù binh Nga có thể giúp Kiev có thêm quân bài thương lượng cho bất cứ cuộc hòa đàm nào trong tương lai với Moscow. Tuy nhiên, những mục tiêu này của Kiev dường như ngày càng xa vời. Nga bắt đầu phản công dù gần như không phải rút quá nhiều lực lượng từ chiến trường Ukraine. Nga lần lượt giành lại quyền kiểm soát nhiều ngôi làng khu định cư Kursk. Theo các nguồn tin, Ukraine hiện chỉ còn kiểm soát hơn 700 km2 ở Kursk, khoảng một nửa so với diện tích mà họ giành được ở giai đoạn đầu. Emin Kastegeni, nhà phân tích quân sự cho nhóm Bloomberg có trụ sở tại Phần Lan dự đoán, nếu xu hướng này tiếp diễn, Ukraine có thể cần xem xét lại sự hiện diện của họ ở Kursk và tương lai của toàn bộ chiến dịch. Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Yuri Podolyaka cho rằng tình hình Kursk đang tạm lắng xuống sau hàng loạt cuộc tấn công và phản công giằng co giữa quân Nga và Ukraine. Hai bên đang ổn định mặt trận, củng cố vị trí, tiếp tục xây dựng lực lượng cho các đợt tấn công trong tương lai. Theo ông Doliaka, sẽ khó có kịch bản Ukraine rút quân khỏi Kursk, ít nhất ở thời điểm hiện nay. Ngược lại, Kiev có thể đang chuẩn bị cho những trận đánh lớn hơn. Ông Doliaka nhận định, tình hình hiện tại ở Kursk có thể phát triển thành một cuộc giao tranh quy mô lớn và cục diện sẽ phụ thuộc vào mức độ chuẩn bị cũng như chiến thuật của mỗi bên.
quân đội Nga xuất kích, máy bay ném bom, tấn công các vị trí của lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk để gây tổn thất cho đối phương. Bộ Quốc phòng Nga ngày 23 tháng 10 tuyên bố máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 đã phá hủy cứ điểm của Ukraine tại tỉnh biên giới Kursk. Cuộc tấn công được tiến hành bằng bom thả từ trên không. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay ném bom tiền tuyến siêu âm đa năng Su-34 của lực lượng không quân vũ trụ Nga đã tấn công cứ điểm và quân nhân Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kursk. Sau khi nhận được xác nhận từ lực lượng trinh sát rằng quân nhân và cứ điểm của Ukraine đã bị phá hủy, kíp lái đã trở về sân bay an toàn. Cùng ngày, lực lượng vệ binh quốc gia Nga cũng xác nhận phá hủy xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất bằng máy bay không người lái ở Kursk. Xe bọc thép chở quân Stryker hạng nhẹ được thiết kế để đưa bộ binh ra chiến trường, hỗ trợ hỏa lực cho các binh lính, hoàn thành các mục tiêu chiến đấu và hỗ trợ đặc biệt. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở Kursk, đánh bại các đơn vị Ukraine tại các khu định cư Darino, Zeleny Slyak, Nizhny Klin, Novoi Vanovka, Plekovo và Svitlikovo. Ngoài ra, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine và các khu định cư Plekovo và Pokrovsk, ngăn chặn ba cuộc phản công của Ukraine và các khu định cư Zeleny Slyak. Các lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa tiếp tục tấn công, hạ gục các nhóm quân nhân, thiết bị của Ukraine tại Kursk, cũng như lực lượng dự bị và các khu vực tập trung quân của Ukraine tại vùng Sumy, nơi giáp biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ trong một ngày, Ukraine đã mất hơn 280 quân nhân, 13 xe bọc thép, bao gồm 3 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, bao gồm một chiếc Bradley do Mỹ sản xuất, 7 xe chiến đấu bọc thép cùng 3 khẩu pháo, 6 xe, một hệ thống tác chiến điện tử. Phía Nga tuyên bố một số quân nhân Ukraine đã đầu hàng ở Kursk. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, Kiev đã mất hơn 25.943 quân nhân, 175 xe tăng, 92 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân, 998 xe chiến đấu bọc thép, 681 phương tiện, 224 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt MLRS, bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Nhà phân tích quân sự Emi Kastehelmi tại Phần Lan nói với trang tin Newsweek rằng ở thời điểm mạnh nhất, Ukraine kiểm soát một khu vực rộng khoảng 1.200 km2 tại Kursk. Chuyên gia này cho rằng Ukraine chỉ còn kiểm soát khoảng 700 km2, điều đó có nghĩa là Nga đã phản công thành công. Thiếu tướng Abdi Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat cũng tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Quân nhân Ukraine ngày càng từ chối tuân theo mệnh lệnh và chạy trốn khỏi vị trí, cáo buộc giới lãnh đạo giao cho họ nhiệm vụ tự sát. Binh lính từ 4 lữ đoàn chiến đấu gần khu định cư bị bao vây Kurakovo ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã tuyên bố rằng tương lai của cuộc chiến rất ảm đạm vì không có đủ quân thay thế. Một sĩ quan nói rằng tại sao chúng ta lại rút lui? Bởi vì chúng ta không có luân phiên, chúng ta không nghỉ ngơi, chúng ta mất tinh thần. Đồng thời nói thêm rằng có một vấn đề ngày càng gia tăng là binh lính Ukraine chạy trốn khỏi vị trí của họ. Viên sĩ quan nói thêm, tôi có một người bạn, chúng tôi gọi anh ấy là England. Anh ấy đã chiến đấu trong suốt cuộc chiến ở tiền tuyến. Tại Rabotino, Soledad, Kherson, anh ấy đã kiệt sức. Anh ấy không thể chịu đựng được nữa và các chỉ huy không cho anh ấy nghỉ ngơi. Vài ngày trước anh ấy đã rời đi, cứ như vậy. Một trung sĩ Ukraine có tên là Churubanov cũng chia sẻ rằng tình trạng thiếu hụt binh lính đã trở thành vấn đề lớn nhất mà quân đội Ukraine phải đối mặt. Lưu ý rằng quân nhân thường phải ở nguyên vị trí trong 3 tháng mà không được nghỉ ngơi hoặc luân chuyển. Một quân nhân khác được xác định là Alexander, phục vụ trong lực lượng phòng vệ lãnh thổ. TRO cũng nói rằng tại thời điểm, lữ đoàn TRO số 116 gần Kurakovo đã dàn dựng được một cuộc nổi loạn hàng loạt và từ chối tuân theo lệnh. Sau đó, toàn bộ lữ đoàn được cho là đã được chuyển đến vùng Sumy, nơi Kiev phát động cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga. Cơ quan an ninh của Nga cũng đã xác nhận với hãng thông tấn TASS rằng lữ đoàn TRO 116 của Ukraine thực sự đã được chuyển đến để tham gia vào cuộc tấn công Kursk như một hình phạt cho cuộc nổi loạn của họ. Đã có một vụ việc gây chú ý vào đầu tháng 10.
trong đó 100 binh sĩ của lữ đoàn TRO-123 đã bỏ vị trí của họ gần Uleda vài ngày trước khi thành phố bị lực lượng Nga chiếm giữ. Viên sĩ quan giải thích rằng họ đã làm như vậy để thông báo rằng nếu không được đào tạo và trang bị vũ khí đầy đủ, họ sẽ được giao nhiệm vụ phòng thủ tự sát. Nga từ lâu đã mô tả các hành động thù địch của Ukraine là cuộc chiến tranh ủy nhiệm do Mỹ khởi xướng chống lại Nga. Trong đó, binh lính Ukraine bị coi là bia đỡ đạn với sự đồng lõa của chính phủ nước này. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.